Để team B Quý Thành có thể làm được thật nhiều những video mới thì các bạn hãy ấn like video, ấn đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta vào video vlog ngày hôm nay thôi. Uầy, dạo này shop anh B Quý Thành nhiều về nhiều mẫu đồ chơi mới ngon nghề trẻ khỏe thế nhỉ? Nắm gấu bông nữa. Gấu bông này là cũ rồi, từ đợt trước rồi. Đây, hàng miếng hàng mới này. Ui, đồ bồn bồn. Siêu mới, siêu hot luôn. Ui, thật sự. Có cả siêu nhân gao này. Toàn những bộ mô hình hot hit thôi. Đây không phải siêu nhân gao, đây là siêu nhân cảnh sát vũ trụ. Ở đây cũng có này. Đây là siêu nhân gì bạn? Tôi không biết siêu nhân. Siêu nhân, lửa. Nhìn giống cái lửa. Thôi thôi, sao bên này nằm máu mỡ này. Đây, ở đây có một bộ lắp ghép mới cho mình luôn này. Lắp ghép sẵn luôn này. Đây là siêu nhân gao còn gì nữa. Gao. Bạn không có tuổi thơ, đây không phải siêu nhân gao. Mà đây là siêu nhân gì tôi cũng không biết. Uầy, anh em ơi. Cua. Bộ. Đây là cua luôn này. Xịn nhờ, hình như đây cũng là bộ lắp ráp mô hình thì phải. Chị tìm để mua bộ này mãi mà không thấy đấy. Thế á? Đây hình như là Lego của Among Us. Lego. Ui, có vẻ thú vị, có vẻ thú vị. Được rồi, để tôi. Lấy đi, tôi ra tôi thanh toán nhá. Chả mấy khi. Em gì à? Cho anh hỏi giá cái bộ này bao tiền đi nhỉ? Ba củ khoai. Ui dồi ôi. Ba củ á? Cái bộ bị tí với theo này mà ba củ á? Ba củ là 3 triệu à? 3 lít. 3 lít nữa? 3 lít. Ui giời. 3 lít thôi. Mày nha. Em có đủ không? Ui thừa. Nhưng mà có mỗi 5 lít có được không? Được. 5 lít là được cái này đấy. Ồ thế à? 3 lít là ở trong, còn cái hộp là 2 lít nữa là 5 lít rồi. Ồ 5 lít là đủ à? Là đủ à? Ui lại quá. Mày. Cảm ơn nhá. Thôi anh em đi lên trên. Đúng rồi. Lên để ăn bóc luôn đi. Và đây đó chính là bộ mô hình mà chúng mình vừa mua được ở shop anh B Quý Thành các bạn ạ. Đây là bộ mô hình lắp ghép Lego thế giới của Among Us. Rất là nhiều khủng long luôn này, không biết bên trong có nhiều khủng long thế không nhỉ? Với tận 692 mảnh ghép để có thể xây được cái pháo đài này. Khui ra xem phần trăm. Ở đây bao gồm có 1, 2, 3, 4, 5 túi. Tôi nghĩ cái này lắp cũng nhanh thôi. Thôi bây giờ chúng mình hãy bắt đầu thực hiện màn lắp ghép này thôi. Thì như là cho mỗi một cái túi nó sẽ họ sẽ cho mình một cái tờ giấy hướng dẫn như này để chúng mình có thể lắp được. À, có là sticker. Có vài cái sticker để có mình có thể dán để trang trí trong cái này. À. Đây là cái túi mà dành riêng cho các em khủng long. Và đây là túi dành riêng cho các em ở Among Us. Tôi sẽ chọn hai túi này đi. Ôi mà tốn thế. Em nam. Em tự tin với cái IQ vô cực để của em có thể lắp cái bộ này trong vòng 15 phút. Thế thì tôi lắp trong vòng 5 phút rồi. Tôi lắp trong vòng 1 phút. Chị lắp trong 30 giây á. Em lắp trong vòng 5 giây rồi. Thôi anh em bắt đầu vào thực chiến đi nào. Vâng, cuối cùng sau 15 phút thì hài hục loay hoa loay hoay và loay quay thì mình đã lắp xong đây. Không biết hai con người kia lắp đến đâu rồi ấy nhỉ? Để mình sẽ đi qua xem thế nào. Ôi chị ơi, chị lắp đến đâu rồi? Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Mới lắp có một miếng thôi mà đã mệt tới đây rồi. Thế được rồi, để em giúp chị lắp lốt nhá. Rồi em xem nào. À, con này xong rồi nè, con Among Us này xong rồi nè. Among Us này cũng xong rồi nè. Đẹp phết thôi. Rồi bây giờ em sẽ lắp giúp chị cái này nhá. Rồi, let's go. Ôi trời ơi, đau lưng mỏi gáy quá. Ok, và sau 15 phút hí hoáy, loáy hoáy, các kiểu con đà điểu,
mình ngồi mình đã hoàn thành được phần này của biệt đội Among Us các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là hình mẫu và đây là thành quả của mình, không một sai sót luôn các bạn. Ui ôi ôi, hai con người này bây giờ vẫn còn chưa xong à. Ui, cái của chị Bôn lòng ngoằn các bạn ạ. Ôi đây, được rồi, tôi sẽ giúp hai người. Thôi bạn ơi, không cần bạn giúp, bọn tôi đã làm xong rồi. Ôi trời ơi. Đó, tôi dùng cái trụ này là còn một này. Ít linh kiện nữa thôi. Bạn ơi, tuyệt vời chưa? Đã giống chưa bạn ơi? Chị thấy... Chắc là chưa giống đâu. Chị thấy chưa giống lắm các em ạ. Y hệt, y hệt chị ạ, không chưa ở đâu. Y xì đúc luôn, y xì đúc cái hình luôn mà chị bảo không giống à. Thôi sao bây giờ mình đến công đoạn chiến đấu đi, chia phe đi. Đúng rồi. Bây giờ bạn là ơ mong ước hay bạn là khủng long? Tôi là Immortal. Được, Immortal là hình như cưỡi con khủng long này đúng không? Thế thì của em là con cưỡi khủng long. Em có con khủng long này nè. À đây là con Immortal. Đấy. Ui đúng, có chỗ đứng này. Ủa, trên đầu có khủng long, có chỗ đứng này. Có chỗ đứng kìa, xem đứng. Con này là Trần Dần nè. Có xung lên đây này, xung đây này. Bạn là khủng long đúng không? Ok. Rồi cho ba con khủng long. Còn đâu tôi với chị Bơ sẽ là ơ mông ớt bảo vệ. Bảo vệ cái pháo đài này. Thế thì ơ mông ớt ở sao bên này? Không, vẫn ở đấy, vẫn ở đấy. Báo động đỏ chị Bơ ơi. Tìm thấy Huy chưa? Huy sắp đến cho em ơi. Huy đang đến cách đây khoảng tầm 300 đến 500 mét chị ạ. Yeah. Huy vừa bắt con khủng long. Huy đến nơi rồi chị ơi. Không ổn rồi. Lên đạn em ơi. Wow. Mông ớt bắn cung. Không được rồi. Chết rồi. Khủng long Huy khỏe quá. Mông ớt bóng cung thứ hai. Có chung bên này. Không ổn rồi. Thế rồi nhưng... Bên mình đội quân có mỗi toàn những người xây nhà thôi, không có con nào để tấn công không cả. Không có con nào tấn công cả. Trời ơi. Súng 6 lòng. Còn hai bạn nữa cơ. Chết rồi. Wow, đến tên đây rồi. Đến tên rồi. Nó mạnh quá. Không ổn. Lấy con nào chiến đấu bây giờ ta? Đổ cái thanh chi rồi. Thôi anh khủng long ơi tha cho em, anh khủng long ơi tha cho em. Đây. Đây rồi, đây. Kích hoạt pháo nổ. Yeah. Mong ước của mình đã chiến thắng nhưng mà pháo đài của mình đã tông hoang luôn rồi. Đúng rồi. Sau một hồi chơi chán chê mê mỏi và bộ đồ chơi đã tan hoang thì chúng mình quyết định trả lại vào hộp và trả lại về số phận như thế này. Hỏi lại tiền. Mình hãy bê xuống cửa hàng để trưng bày. Chứ mình mất bao nhiêu công sức rồi. Lắc rồi bây giờ mà giả thì cũng hơi kỳ nhỉ. Đúng rồi đấy. Rồi tôi nghĩ là cái để đây là hợp lý nhất rồi bạn ạ. Bên mình chuẩn cái này vào đi. Liệu vừa vào vừa không các em? Có. Vừa tốt. Ôi cẩn thận nha. Rồi. Đổ vỡ hoang tàn rồi. Và đây chính là thành quả của chúng mình các bạn ạ. Chúng mình đã đem hết các bộ gì nhỉ? Lego Among Us. Và sau khi chúng mình lắp chán chê thì chúng mình đã trưng bày lại cửa hàng của anh Bích Quy Thành. Và nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn like video và đăng ký kênh. Và các bạn xem quảng cáo để chúng mình có kinh phí để chúng mình mua thêm nhiều Lego và nhiều đồ chơi để review cho các bạn xem nữa nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.